viết trên trên mình để trên ngón tay mình mà viết quá quá trời dễ luôn nè, êm mượt mà màu rất là đều đẹp, nói chung là đỉnh cao. Bút này ở đây chấm được 9/10 điểm, quá đẹp cả nhà, vừa đẹp về bút mà ngồi thì quá êm quá xịn, nói chung là tuyệt vời, thử đi nha, quá đỉnh cao luôn, quá đẹp. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Trong tập này mình sẽ giới thiệu cả nhà về các dòng sản phẩm bông phẩm của bạn, thì cái loại cái bông phẩm mình đã review rất là nhiều nha, thì hôm nay sẽ có tiếp những loại bút mới này của thương hiệu Đức luôn nha, gọi là Schneider, biết đọc đúng không? Tiếng Đức ha, Schneider. Đó. Cái dòng này thương hiệu đẹp, hình như cũng khá nổi tiếng về mấy cái dòng như điện tử hay là thiết bị cơ khí các bạn. Đó thì đây cái dòng bút của Đức, thì mình thử coi cái dòng bút này có ok không nha. Mà cái nhà với mình thử cái bút bi của Schneider thử nha. Ok nha. Đây là nhà bên cạnh cái hộp bút bi của hãng Schneider của Đức nha. Schneider Basic. Đó là cái dòng dạng như là cơ bản nha, chứ không phải là có cấp cao cấp, là sẽ có cái dòng khác nữa bạn nha. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Đúng là kiểu Đức bạn nha, nhìn rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đó. Có tiếng Đức không mà bạn ha, bạn nào hiểu thì dịch ha. Này của Đức nha. Đó, có nè, bản màu luôn mà thấy không? Bản có đồ luôn nè, nói chung rất hiện đại ha, rất là sang xịn. Đây nè bạn. Size XP, một hộp thì 10 cây. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem. Đây. Lấy bạn cái bút cho bạn xem nha. Ừ. Đó, để các bạn. Ừ. Đó, thiết kế rất là tròn nè, rất là bo góc nhìn sang. Chỗ này thì nó sẽ hơi to lên là cái đầu rồi bạn nha. Đó, to lên. Mở bạn xem cái bút này cho bạn xem. Lấy một cái bút đi cho bạn xem. Nè. Schneider Slide Basic, đó, dòng cơ bản nha, chứ phải dòng xịn nhất nó rồi đó. Đó, mình nhìn nó rất là đẹp ha, em mở bạn xem nè. Đó, để các bạn. Sáng ha. Ừ. Đó, có dạch màu, dạch mực từ lum ra đó. Ừ, bút ha, nhìn đẹp ghê chưa? Ngồi đẹp quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ test thử mực cho bạn xem. Đây. Màu giấy bóng và giấy trắng. Đó, giống như là những gì là trước thôi. Đây mình sẽ mình sẽ test thử cho bạn xem. Này trắng này, viết nào, ok, wow, mực rất là đậm phải không, rất là nhẹ luôn bạn, rất smooth luôn nè, mình đi đâu là mút nó nè, nhìn nè kìa em luôn nha, nè rất thoải mái luôn không, còn đặt trên bàn thì viết càng dễ nữa. Nói chung là cái độ trơn, độ mượt nó rất là tuyệt vời, nói chung là phải maximum luôn bạn, phải 10/10 luôn á, không thể che được. Đặt trên tay là mình đã khó viết mà vẫn rất là mút luôn nè ha, đã cái chưa, mà mực rất là đậm nha, nè mực rất là đậm luôn, quá tuyệt vời mọi người. Đây giấy bóng cho bạn xem, giấy bóng còn đỉnh nữa, ha, quá trời viết dễ luôn. Bây giờ mình sẽ thử coi cái mực nó có bị đen nha, này mực bi thử nha. Cũng hơi nha, tại vì cái độ đậm bạn, nhưng mà là để xíu nó sẽ khô thì sẽ không bị nha. Đó, để lâu xíu sẽ ok. Nói chung mình mực hiệu quá tuyệt vời. Còn trên giấy với màu cho bạn xem. Quá đẹp, còn nét hơn là trên giấy bóng nữa. Nói chung là đỉnh cũng cao nha. Viết êm nè, mực đều nè, nói chung là không có che được. Quá đỉnh mọi người. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp, quá chuẩn luôn. Mình viết trên mình để trên ngón tay mình mà viết quá trời dễ luôn nè, êm mượt mà màu rất là đều đẹp, nói chung là đỉnh cao. Bút này ở nơi chấm được 9/10 điểm, quá đẹp cả nhà, vừa đẹp về bút mà ngồi thì quá êm quá xịn, nói chung là tuyệt vời, thử đi nha, quá đỉnh cao luôn, quá đẹp. Thì các bạn xem được về cái dòng bút bi này nha, bút bi của con Đức nhà bạn rất là tuyệt vời nha, rất là sang, cầm vô rất là chắc chắn nha. Nè. Đó, bi rất đẹp nha, mực thì khỏi chê luôn, phải là một trong những bút bi mà tuyệt vời nhất thế giới vậy. Mực thì đều đậm, bút thì viết thì nét trơn, cực kỳ trơn luôn, nói chung là nó trơn phải là top đầu thế giới đúng không nha, phải số 1 thế giới luôn. Tại vì các bạn mới biết là Đức thì mạnh về những dòng cơ khí, thì những cái ngòi bút này phải nói tuyệt vời, nó là phải ngang ngưỡng biết và hơn đúng không bạn, cái độ mực trơn mực á, nói chung là ngày là một cái những bút mình đánh giá là số 1. Nếu mà có số 2 thì mình không biết, mà hiện giờ là số 1 đối với mình tuyệt vời luôn, của Đức Schneider, đỉnh cao nha, quá đẹp, thử nha.